Giúp thế giới là bổn phận của chúng ta. Giống hôm qua hả? Chào, nếu được thì ngồi xuống. Nhân viên truyền hình vô thượng sư. Dạ, quý vị làm gì ở đây vậy? Sao muốn ngồi đây long trọng như vậy? Mọi người hãy cảm tạ Thượng Đế, cảm ơn tất cả những ai có liên quan, rồi cúng dường Đức Phật, cúng dường Chư Thánh, rồi cầu nguyện rằng mọi chúng sinh có đủ những thứ họ cần, và cảm ơn lần nữa, rồi ăn. Cứ ăn đi, tôi phải làm việc. Ăn đi. Chúc ngon miệng. You eat okay? Quý vị ăn đi Hungry. nhé. Đói rồi, ăn đi. Cheers. Cạn ly. Happy Christmas. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Chúc Merry Giáng New sinh vui Year. vẻ I love hả? you. Chúc mừng năm mới. Thương quý vị. Love you Chúng and con thank thương you. sư phụ. Thương quý Thank vị you và for cảm ơn quý working vị. for the Cảm ơn world. sư phụ. Cảm ơn quý vị làm việc cho In the thế giới. names of Dân dân all tất cả nhân loại. humans and animals Loài vật, and cây cối. trees and planet, I thank Và you. tinh cầu. Tôi cảm ơn quý vị. Good health, long life. Khỏe mạnh, trường thọ. It's all good, yeah? Mọi thứ ngon ha. Enjoy. Dạ, cứ thưởng thức. I know you don't expect Tôi biết quý vị anything, không kỳ vọng gì cả. but it's nice to sit Nhưng together thỉnh sometime, thoảng huh? ngồi ăn với nhau cũng vui You work ha. very hard at Dạ, home, sư huh? phụ. Quý vị làm việc cực lực ở All of nhà you? hả? Tất cả quý vị. Too Dạ, hard? quá cực. A little Dạ hard không, only, hơi right? cực thôi phải không? Yeah, it's worth it, right? Nhưng cũng đáng For ha. me, I feel Dạ, it's worth it, ngay cả yeah? tôi cũng cảm thấy đáng. Dạ, Continue, sư huh? phụ. There Cứ was a tiếp tục. joke about a Có couple. chuyện vui về cặp vợ chồng. His wife left Ông him. ta bị bà And vợ then bỏ. Rồi ông nhờ he bạn asked his friend to come help him quickly to đến giúp ông move nhanh all his chóng things out of chuyển his tất cả house. đồ đạc của ông ra khỏi He nhà. rent another apartment Ông thuê somewhere. căn I hộ said, khác why? đâu Your đó. wife left Bạn ông you hỏi all tại alone sao? now. Vợ Why you bỏ have anh to? giờ chỉ He một said, mình sao anh phải dọn in case nhà? she come back. Ông nói nhỡ cô ấy quay lại. Good excuse to Lý just do chính đáng be để được free. tự do. I don't know who is doing what Tôi job không biết ai làm for việc gì SMTV, but cho I truyền thank hình all Vô of Thượng you, Sư, huh? nhưng tôi cảm I'm ơn tất sure cả you quý have vị. devoted all Tôi your tin chắc time quý vị cống hiến tất that cả you thời gian have quý vị có, all your tất cả tấm heart lòng and và tình all thương your love into the work. And I vào thank công you, việc. huh? Tôi cảm I ơn quý really vị. thank you. Some Thật sự Taiwanese cảm here ơn quý also, vị. right? Một số người Đài Loan Formosa cũng ở đây Taiwanese phải không? raise Người Đài Loan Formosa giơ tay lên. hand. Whoa, okay, very good. Tốt lắm. It's very difficult Rất to khó work để làm việc với together nhau. for me, you know, to work Khó with cho tôi làm anybody. việc với bất cứ ai. That's why I always have to Thành work ra, alone. Also, tôi my luôn phải work, làm việc nobody một can mình. replace Ngoài ra, công việc anyway, của yeah? tôi But cũng I'm không ai very thay thế được. Nhưng tôi see rất... sometimes people Chỉ là nearby they đôi want to khi help người you, ở but they make gần, more trouble. họ muốn giúp No, mình it's for nhưng me, lại gây it's rắc like rối that. thêm. For you, Đối it's với tôi là different, như and thế. Với quý vị, có something lẽ khác. inside it doesn't Có gì mix, đó you bên know. trong không hòa hợp. They brought their Họ karma mang with theo nghiệp them của and make họ more trouble. và gây thêm rắc rối. And if I cannot bear their Và nếu tôi energy không chịu or nổi their từ trường hoặc nghiệp karma, của yeah, họ, then it's tôi me, la I'm the lên bad one. thì lỗi tại tôi Always. là người xấu. Luôn luôn Because you don't vậy. see anything Vì else quý vị going không on thấy điều gì behind the khác đang diễn physical ra đằng sau hình dáng vật chất appearance, you đó. understand? Yeah, many people don't Nhiều look người their partner, trông but không có vẻ gì sometimes they're xấu, very harmful. nhưng đôi khi họ rất có hại. Like yesterday, Như you hôm heard the qua, story of quý your vị brother, huh? nghe câu chuyện của anh đồng tu. Dạ, When chúng he con có first nghe ạ. told Trước me tiên anh something, kể gì he đó. didn't say the story, but he Không nói said, hết câu chuyện, nhưng anh I told him, nói, why can't tôi bảo you anh make ấy, it up tại sao together, you hai người know? không thể làm lành với nhau? If you had loved before, Nếu đã yêu maybe you trước can đây, có rekindle lẽ hai người có love thể nhen nhóm again lại tình yêu đó lần and try nữa, to make it up. cố gắng làm lành And just let và it để be all cho có for hòa peace sake khí, and for the children's sake, đồng yeah? thời vì lợi ích của con cái. So I didn't Vì know whom vậy to tôi không biết believe, tin but ai. so I told him to Nên make tôi it up bảo with anh each ấy làm other, you lành know, với nhau so make a family again. để tạo dựng lại gia đình. And I say, also Và tôi even nói, if the ngay children cả stay nếu with the bọn mama, trẻ it's ở okay với mẹ also, thì cũng không sao. Và and anh you cũng có can thể also chia sẻ share the trách responsibility nhiệm like some of others như một divorced số cặp vợ couple, you chồng ly hôn know. khác. One week is me, one Một week is tuần là you. anh, một tuần là em. But then Nhưng rồi...
Ngồi đó nếu còn chỗ. Không, đó là chỗ con nấy. Lấy cho tôi cái ghế, ngồi đây. Ngồi đây. Chúng tôi đang nói về anh. Ngồi xuống đi. Anh có thể ăn thức ăn của tôi. Mang thức ăn của tôi đến đây. Bây giờ anh có thể ăn thức ăn của tôi. Họ sẽ mang đến đây. Thức ăn quý vị mang cho tôi, hãy đưa cho anh ấy trước. Có nhớ tôi đã nói với anh. Hãy cố gắng... Đây. Cố gắng làm lành với vợ anh, có nhớ không? Với vợ cũ của anh. Dạ, tôi còn hướng dẫn anh cách để nói chuyện với vợ. Dạ phải. Tôi chỉ kể cho họ câu chuyện của anh bởi vì tôi nói mình không thể xét đoán con người qua bề ngoài. Nên tôi lấy anh làm ví dụ, không phải chúng tôi tán gẫu đâu. Anh ăn đi. Dạ, con ăn đây. Đây nè, cưng. Đây, tôi không ăn, anh ăn đi. Dạ, ăn đi, anh ăn hết đi, đừng lo. Đây, cho đệ tử ngoan. Anh cũng như tôi thôi. Giống nhau. Con xin được nói về những tấm hình mà sư phụ đã gửi hai đồng tu Giê-xu. Không phải hình tôi. Không phải hình tôi. Sư phụ nói có lực lượng đằng sau tấm hình, đừng lo. Phải. Và các con của con, chúng con vẫn còn hình đó và vẫn còn giữ. Cháu vẫn còn giữ, vâng. Con của con khi đến ở với con 4 năm trước, các cháu đã trễ học 2 năm. Và cũng trong 10 tháng ở với con, bởi vì sư phụ nói đặt hình trên bàn nơi các cháu để máy tính sách tay hoặc nơi làm bài tập ở nhà. Đức mẹ Mary và chú hài đồng. Và trong vòng 10 tháng, các cháu bắt kịp chương trình học. Dạ, và bây giờ các cháu vượt trội advanced in every single subject matter. Trong mọi môn học ở trường. Thậm chí vượt trội nữa. Và một tuần trước khi con đến đây, con nhận được nhiều điện thư từ trường nói về con trai và con gái của con, nói rằng bây giờ các cháu thuộc trong 15% nhóm ưu tú hàng đầu của trường. Tất cả vì lực lượng của những tấm hình mà sư phụ đã cho chúng con. Sư phụ chỉ... Và sư phụ dạy chi tiết khi tất cả thông điệp này tới, con nghĩ giống như sư phụ có con cái vậy. À, ngài có chứ. Giống như chính sư phụ có con cái thật vậy. Ngài biết mọi điều thật chi tiết về mọi thứ phải thế nào. Chỉ trường hợp này, con của anh cũng giống như con của tôi. Các cháu nói chuyện với tôi bên trong. Tôi nói chuyện với các cháu bên trong. Nhưng như tôi đã bảo quý vị rồi, tôi có nhiều loại đệ tử còn tệ hơn, trực tiếp đến từ địa ngục và những loại như vậy. Và kẻ thù của tôi thật sự là loại kẻ thù chí tử và này nọ đi vào nhóm làm đệ tử vì tôi ra ngoài thuyết pháp công khai. Bây giờ chúng ta chọn lọc hơn một chút. Họ phải ăn từng chai 3 tháng này nọ. Nhưng vẫn trước kia chỉ là ai cũng được. Và họ phóng ra lực lượng phủ định. Mà vừa phóng thích rất nhiều người từ địa ngục để đi lên làm những người gọi là đệ tử của tôi để gây rắc rối cho tôi. Và tiếng tâm của tôi không tốt trên khắp Internet. Tôi cũng từng bị cáo buộc những tội mà tôi đã không làm, chẳng hạn vậy. Vì nổi tiếng, mình có nhiều kẻ thù. Quý vị có hiểu tôi nói không? Dạ, hiểu. Ngay cả người của chính mình cũng có thể không thích mình bởi vì họ ganh tị. Quý vị có xem phim tựa đề Vệ sĩ, phải không? Dạ phải, sư phụ. Whitney Houston. Dạ. Có phải phim đó tên là Vệ sĩ không? Dạ phải, tôi quên rồi, thế đó. Chính chị cô ấy muốn giết cô ấy. Dạ phải. Và cô chị dùng đủ cách để làm thế. Cô chị cắt mấy tờ báo, làm những lá thư đe dọa và thuê sát thủ. Một sát thủ để giết em mình, để dọa cô ấy mỗi ngày, để cô em phải sống trong nỗi sợ hãi. Chiến thuật gây sợ hãi để giết cô ấy rồi. Và rồi cuối cùng, gần như giết con trai cô ấy. Quý vị thấy không? Dạ. Một số người trên thế giới này bị thôi thúc bởi sự ganh tị. Bất cứ gì quý vị làm, quý vị trả giá cho điều đó. Ý nói ngay cả bất cứ gì quý vị làm cho sự thành công của mình. Có nhiều người giàu có và nổi tiếng. Họ có vệ sĩ riêng và hệ thống báo động.
mọi lúc, hiểu không? They even put up a policeman họ còn để một tượng cảnh sát trước nhà. Tôi thấy một số ở Hollywood. Chỉ để mọi người biết chúng tôi có chuẩn bị. Chúng tôi có hệ thống an ninh trong nhà, hoặc đại khái vậy. Mọi người đều biết đó chỉ là tượng, nhưng cần lưu ý. Hiểu ý được không? Dạ hiểu. Tôi cảm thấy tất cả ai gọi là đệ tử của tôi là gia đình của tôi. Tôi tin tưởng tất cả họ tới khi có gì đó xảy ra. Tôi không bao giờ nghi ngờ bất cứ ai. Ngay cả bây giờ tôi vẫn rất tin cậy. Và đó là vấn đề của tôi. Nhưng tôi không xấu hổ gì hết. Như vậy tốt hơn là ngờ vực. Tốt hơn là luôn nghĩ xấu về ai đó trước khi họ làm bất cứ gì đó với mình. Nên thôi kệ. Bây giờ tôi chỉ tin thiên đàng. Bất cứ gì họ nói với tôi kiểm tra đúng hay không và rồi cứ làm theo thôi. Tôi không kiểm tra con người. Vẫn không làm. Thế nên rất khó cho tôi. Ai cũng có thể lừa tôi. Đó là kết luận. Ai cũng có thể gạt tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng thôi kệ, tôi có thể làm gì đây? Họ không thay đổi. Tôi cũng không thay đổi. Làm sao mặt trời thay đổi được? Chỉ như thế đó. Này, tiếp tục ăn đi. Có thể thôi sao, ăn đi chứ. Hào hứng quá, không ăn hả? Tôi nghĩ, không biết anh có bao giờ tới được không? Đang nghĩ về những gì đang xảy ra với gia đình anh. Nhưng rồi tôi không có nhiều thời gian lắm. Tôi nghĩ về điều này, rồi nghĩ sang điều kế. Tôi có công việc kế tiếp phải làm. Và nhiều thứ tôi muốn chăm lo, nhưng không thể. Là phải tiếp tục trì hoãn, đình lại. Cho tới hôm sau, tuần sau, tháng sau. Ngay cả khi đánh răng, tôi phải cân nhắc. Có nên đánh răng bây giờ hay sau khi làm xong những tài liệu khẩn cấp, nhưng việc đó sẽ mất một lúc, nửa tiếng sau, một tiếng, hai tiếng, và rồi việc kế tiếp. Khi làm việc, tôi quên đứng lên để làm những việc khác. Quên ăn, quên uống. Ngay cả tôi muốn đi ra uống nước. Thế mà quên lập tức, tiếp tục làm việc, rồi tôi quên mất. Và bác sĩ cho tôi thuốc uống để làm xương cứng cáp một chút, xương bị lão hóa. Nhưng có lúc quên, có lúc nhớ, tôi chỉ uống thuốc khi nào có thể, tôi quên. Định đi uống thuốc, rồi điện thoại riêng, hoặc tài liệu đến, rồi bù đầu vào công việc, thế là quên. Tôi là bệnh nhân không ngoan, nhưng ít ra cũng uống thuốc khi nào tôi nhớ. Và nó có giúp tôi về khía cạnh thể chất. Vì làm việc rất nhiều, nếu tôi không chăm sóc thân thể có lẽ không tồn tại lâu. Xe này, chiếc xe cũ này. Đôi khi vào buổi sáng, bình thường tôi hay để cửa mở để các cô gái có thể vào. Cổng ngoài đóng nhưng cửa mở để các cô gái có thể vào và dắt chó ra ngoài vào ban sáng. Khi tôi còn thiền hay làm việc của tôi, hoặc trong phòng tắm đâu đó nên rất tiện lợi. Nhưng tôi luôn khóa cửa mà không biết. Luôn luôn xoay nắm cửa và khóa lại hoặc cài then lại, tự động thôi. Nên mỗi lần họ đến, họ chờ đó, chờ hoài và tôi không biết họ chờ gì. Rồi chó chạy vô, chạy ra, chạy vô. Tôi nói, các con có chuyện gì vậy? Rồi tôi nghe tiếng nói yếu ớt bên ngoài. Sư phụ! Bởi vì cửa khóa, tôi không thể nghe rõ. Sư phụ! Tôi nói, ai đó? Tại sao? Gì vậy? Sư phụ! Và tôi đến gần cửa, ai đó? Tại sao làm phiền tôi? Sư phụ, chúng con không vào được. Tôi nói, sao không vào được? Quý vị có vấn đề gì vậy? Dạ, cửa khóa. Tôi nói, tôi đâu có khóa. Sư phụ có khóa ạ, cửa khóa. Xin mở cửa. Tôi ra kiểm tra, thật sự cửa khóa luôn luôn nhiều lần lắm. Đôi khi tôi la họ, tôi tự rầy mình, tôi nói bà ngốc, bà tự nhốt mình, còn la người ta. Và tôi nói xin lỗi, tôi nói xin lỗi nha, chỉ là tự động, tôi không biết là mình đã khóa cửa, tôi thật sự không khóa, thật sự như vậy. Chỉ là quá quen tay, tôi đi vào nhà và lập tức quay lại, khóa cửa. Có cái then hay gì đó, tôi lập tức gài lại. Dù vậy, trước khi đi ngủ hoặc thiền, tôi đi khắp nơi kiểm tra lần nữa để xem tất cả cửa đã khóa chưa.
Rồi, hiện nay vì tôi cũng có mấy nữ giúp việc, nhưng không đáng tin cậy lắm, nên tôi để chó ngủ ở nhà ngoài, bên cạnh nhà tôi, gần đó, cùng sân. Có điều là không ở trong nhà nữa, nên tôi không cần phải mở cửa mỗi sáng cho các chàng trai. Mấy chàng trai bây giờ chăm sóc chó, họ không chăm sóc chó mà chỉ dẫn chó vào, dẫn chó ra thôi. Còn mấy người nữ chăm sóc những phần khác. Tôi lúc nào cũng khóa cửa. Trời ơi, lập tức, nếu tôi vào trong nhà, là lập tức khóa cửa. Cho dù tôi trở ra ngay sau đó, tôi luôn quay lại và khóa cửa. Tôi tập thành thói quen để bảo vệ bản thân, ít ra để tôi an tâm. Dạ. Ở đây chúng ta có hộ pháp khắp nơi, nhưng tôi vẫn làm vậy một cách tự động. Quý vị ăn đi chứ. Ờ. Ăn tất cả, món đó. Anh ăn dưới lầu rồi à? Dạ, con đã ăn một chút dưới lầu, chỉ một chút. Vậy ăn được gì thì ăn. Và bất cứ món gì có thể mang theo như gỏi cuốn thường chay, anh mang theo và ăn sau. Cảm ơn sư phụ, ý kiến hay à. Và anh ăn mấy món này mà không mang theo được. Dạ, ý kiến hay ạ. Anh có thể dùng giấy gói lại hay để vào chén của anh. Sao cũng được. Đây, muốn làm gì thì làm. Với mấy cái gỏi cuốn thuần chay nhé. Trời ơi, ở thế giới này, con người sẽ làm mình ngạc nhiên hoài. Làm tôi ngạc nhiên hoài. Một số người tôi tin cậy, ngay cả đồng tu. Vậy mà, đôi khi còn hăm dọa tôi nữa. Đôi khi nếu tôi tin họ, để họ đến gần, lái xe cho tôi hay làm gì đó, ôi chào, đôi khi họ rất đáng sợ. May là không có gì xảy ra, và tôi loại họ ra ngay khi biết được. Tuy nhiên, đáng lẽ đã xảy ra chuyện khác rồi. Sợ thật. Trời ơi. Đó là công việc của tôi, dễ bị hại. Thành thử, tôi dễ gặp những tình huống không ngờ tới hoặc bất lợi. Đó là rắc rối của tôi, công việc của tôi và tâm tính dễ tin của tôi. Mọi người trông tử tế tới khi họ làm gì đó khiến mình ngạc nhiên vô cùng. Nhưng tôi nhớ, anh luôn luôn rất tin tưởng tôi và điều đó làm tôi cảm động. Tôi giúp anh vì anh là con ngoan. Như một cậu con trai ngoan vậy đó. Con là... Sư phụ đã nói con là người cha tốt. Anh cũng là người cha tốt. Nhưng chỉ là nhờ giáo lý của sư phụ. Giáo lý Ngài khiến con thành người tốt hơn. Phải. Thành người thương yêu và thông cảm hơn tất cả chúng con. Quý vị, giáo lý Ngài khiến chúng con trở thành người biết yêu thương, quan tâm hơn và chỉ nhờ đúng. Hơn nữa, anh cần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng và làm người tốt. Dĩ nhiên, nhưng luôn luôn phải trông nom bọn trẻ vì chúng là trẻ em. Dạ, dĩ nhiên. Nhưng giáo lý giúp con trông nom con cái cho con nhiều trí huệ hơn để làm sao nuôi dạy bọn trẻ. Tốt lắm. Cảm ơn Ngài. Dạ, chắc chắn rồi. Cảm ơn Ngài. Đôi khi quý vị nghĩ, quý vị giúp sư phụ nhưng không bao giờ biết. Quý vị có thể đang tự giúp mình đó, sớm muộn rồi quý vị sẽ thấy kết quả. Cho dù không thấy kết quả, quý vị biết, nếu làm việc tốt thì sẽ có kết quả tốt, công đức tốt. Nói quý vị hay. Vậy thật ra tôi cảm ơn quý vị từ quan điểm con người. Nhưng trong ý nghĩa tâm linh, quý vị thật sự phải cảm ơn tôi. Vì quý vị có cơ hội làm một việc lớn lao, việc tốt nhất trên thế giới. Dạ. Vậy tiếp tục, hãy cảm ơn tôi đi. Đến cảm ơn má quý vị đi. Thôi, tôi không cần. Tôi không cần đâu. Tốt. Tôi chỉ bảo quý vị điều hợp lý về mặt tâm linh thôi. Nhưng thật sự không cần quý vị cảm ơn tôi hay không. Miễn là quý vị làm việc cho thế giới, tự mình có công đức, tự mình thăng hoa. Và tôi cảm ơn vì điều đó. Tôi cảm ơn quý vị tự giúp mình qua việc giúp thế giới, rằng quý vị đủ khôn ngoan để làm điều đó, rằng quý vị đủ thiện lành để làm việc đó.
to do that, okay? Đủ từ tâm để làm điều đó. Thế nên chúng ta cảm ơn lẫn nhau. Qua lại đều vô ích. Cứ làm việc của mình một cách tận tâm và vô điều kiện. Đó là tốt nhất cho quý vị. Nếu muốn phần thưởng thì quý vị sẽ không có. Có lẽ cũng có, nhưng một cách khác, thậm chí sẽ không hữu ích cho quý vị. Nếu có loại phần thưởng đó, thậm chí còn có hại. Có nhớ câu chuyện về hồ sen không? Một người tu hành, cũng thuộc gia đình giàu có. Không nhớ, ông có phải hoàng tử hay không, quên rồi. Và ông đi ra ngoài tìm thấy một hồ sen rồi tu hành ở đó mỗi ngày. Cùng với những người khác trong gia đình, họ cũng muốn cùng ông tu hành. Sau đó hai gia nhân muốn gia nhập với họ để phục vụ họ mỗi ngày. Rồi mỗi ngày cô hầu mang củ sen ra cho mọi người ăn. Nhưng một ngày nọ, ma vương khiến củ sen biến mất. Không phải ma vương mà là đế thích thiên. Thì vị huynh trưởng không nói gì. Nhưng ngày càng gầy gò ốm yếu nên mọi người thề rằng họ không phải là người đã ăn trộm củ sen của vị huynh trưởng, nhớ không? Tất cả họ từng người một. Mặc dù vị huynh trưởng không đổ lỗi cho ai, nhưng họ thề để tự minh oan. Họ đi ra từng người một và thề nói, ai mà lấy củ sen đó của vị huynh trưởng, cầu cho người đó có rất rất nhiều con, có người vợ đảm đang, gia đình tốt, có của cải và có nhà lớn. Nhớ không? Dạ nhớ. Và rồi người khác nói, cầu cho người đó có rất nhiều bất cứ gì mà người thế gian nghĩ là tốt, tất cả mọi thứ tốt, nhưng chỉ trong thế gian thôi. Theo cách thế gian mọi người nghĩ, ồ, làm sao họ có thể chúc người đó tốt đến vậy? Không thật sự tốt đâu. Quý vị có vợ, có con như sợi dây ràng buộc. Nhà lớn hay giàu sang, thật sự cũng là thứ gây phiền não. Dù tôi không bám vào tất cả thứ này, nhưng cũng là thứ gây phiền phức cho tôi. Tôi phải đeo, phải chăm sóc nó, cảm thấy như phí rất nhiều thời gian. Nhưng tôi cứ coi như là đi đứng thiền, niệm năm hồng danh. Như thế cũng an ủi tôi đôi chút. Nếu không, bất cứ gì cũng là phiền phức. Bất cứ gì ở cõi trần này cũng là phiền phức. Wow. Chào ơi, thế giới này thật sự đáng sợ, càng biết về thế giới này càng thấy sợ. May mắn là quý vị cũng thoát được. Quý vị không bị ảnh hưởng xấu và vẫn mạnh mẽ, như thế là tốt rồi. Bởi vì đôi khi sống với người xấu, quý vị cũng có thể bị ảnh hưởng xấu. Họ không xấu, nhưng có thể nếu quý vị không đủ sáng suốt, thì có thể bị những thứ xấu ảnh hưởng đến mình. Chẳng hạn như hồi còn nhỏ, tôi thông minh hơn. Như mẹ tôi, bà dùng mật ong. Và họ tin mật ong tốt cho cơ thể. Nhưng tôi không bao giờ dùng. Bà cho tôi một chút, tôi nói con không muốn. Mật ong từ nước bọt của ong. Nên tôi nghĩ ghê quá, không bao giờ dùng. Sữa cũng vậy, bởi vì mẹ tôi không có sữa. Bà bị bệnh hậu sản nên chúng tôi phải cho cô em gái Úc uống sữa bò. Bất cứ gì chúng tôi có trong những năm đó. Và tôi rất tự hào, luôn luôn nói, ồ, chị uống sữa mẹ, còn em uống sữa động vật. Và khi còn nhỏ, tôi không bao giờ uống sữa. Tôi không thích. Bất cứ gì em gái tôi uống còn dư, em họ tôi thích lắm. Tôi luôn gọi em họ qua và cô ấy uống nốt. Nhưng tôi luôn nghĩ, ồ, sữa bò từ bụng động vật mà ra. Ngay cả khi còn rất nhỏ, tôi đã biết điều đó rồi. Nhưng khi tôi đến châu Âu, mọi người xung quanh tôi đều uống sữa, ăn phô mai. Nên tôi quên mất cảm giác quá khứ. Và họ mời tôi dùng khi đến thăm viếng họ, v.v. Và rồi từ từ mình dùng một chút mà không suy nghĩ. Nhưng may mắn, tôi không thật sự thích sữa cho lắm. Chỉ dùng một vài lần. Nhưng dù vậy, đó là ảnh hưởng xấu. Từ nhỏ, tôi đã biết và đã không dùng sữa bò. Nhưng khi lớn lên, du học ở Anh, Pháp, xã hội văn minh, thì tôi có dùng. Cũng dùng cả mật ong nữa, cho trà vào. Ai cũng đều làm vậy, kiểu giới thượng lưu mà. Họ còn làm một cái que rất đặc biệt để nhúng vào mật ong, xoắn nó, rồi nhúng vào tách trà của mình. Ồ, trông vô cùng sành điệu.
Và nếu không làm thế, mình sẽ cảm thấy như một phụ nữ quê mùa. Lúc đó tôi không biết. Không ngờ sau này mình sẽ là phụ nữ sống trong hang động, còn tệ hơn quê mùa nữa. Lẽ ra tôi không nên quan tâm, nhưng sống trong một xã hội với người khác xung quanh, mình bị ảnh hưởng. Và tôi cũng không biết bò đã bị nhốt trong môi trường chật hẹp, tăm tối như vậy và bỏ đói bê con, vân vân. Dĩ nhiên là tôi không biết. Trong xã hội không ai biết. Họ bị che giấu, không cho thấy. Không phải những ai uống sữa hay ăn phô mai là xấu ác, mà là cách chăn nuôi gia súc và ép buộc gia súc thụ tinh hết lần này sang lần khác, khiến họ bị mất tất cả canxi và xương và họ bỏ đói các bê con. Đây là những thủ đoạn tàn ác. Không phải là những người đáng thương làm việc trong nhà máy. Họ cũng cần làm việc. Họ không suy nghĩ nhiều nữa. Họ bị buộc phải làm. Có lẽ họ cần tiền hay gì đó cho con cái họ. Nhưng chính ý tưởng về công việc này, chính như người bắt họ làm việc này, hành nghề chăn nuôi động vật theo một cách độc ác như vậy và hành hạ động vật v.v. Những người đó mới ác, thật sự ác. Cũng như người dùng ma túy, v.v. Họ không sai. Họ chỉ bị dụ dỗ vào con đường đó, nhưng họ không biết. Chính những người bán ma túy, người ép họ uống và những người gạt họ vướng vào thói nghiện ngập đủ thứ, những người này mới là độc ác. Biết mà vẫn cứ làm, đó là độc ác. Làm cho người ta nghiện ngập chỉ để mình giàu có, đó là độc ác, đó là tà ác. Hành nghề chăn nuôi động vật là tà ác, không phải nhân viên làm việc ở đó. Họ tự làm mình đuôi mù, họ tự làm mình đần độn để có thể làm được việc này, chỉ để kiếm tiền. Có lẽ ở một nơi hẻo lánh như vậy, nơi người ta nuôi giữ động vật, họ không có việc gì khác để làm. Khó tìm được việc làm nên họ chỉ phải làm việc đó. Nhưng chính những người đằng sau họ chỉ kiếm tiền từ sự đau khổ của động vật và nhân viên làm việc, họ mới thật kinh tởm. Họ là quỷ, quỷ đầu thai. Kinh khiếp. Vấn đề là họ che giấu hết, không để công chúng thấy. Trẻ em lớn lên quen với việc ăn thịt ăn cá. Các em cũng không biết gì cả. Thành ra quý vị thấy, trong một số phim tài liệu, các nhà hoạt động yêu động vật, các nhà hoạt động thuần chay, họ chỉ đứng đó và để mọi người thấy những gì hiện ra trên máy tính, những cảnh tàn nhẫn này, và mọi người đều khóc. Kinh hoàng và cảm thấy hết sức sốc. Họ thật sự không biết. Thành ra, công việc của chúng ta là để cho mọi người biết. Cứ cho bạn bè quý vị xem tất cả những thứ này. Có thể họ không muốn xem truyền hình vô tình sư vì họ nghĩ, không phải loại tôi thích. Hãy cho họ xem loại phim này. Hãy gửi tới máy tính của họ để cho họ xem. Đừng sợ, đừng ngại nữa. Cứ làm bất cứ gì để giúp động vật, miễn là quý vị không làm hại ai. Đó là công việc của chúng ta, làm nhiệm vụ của chúng ta để giúp anh chị em loài người chúng ta. Không cần hãnh diện hay gì cả và không yêu cầu đối xử đặc biệt nào. Tôi làm chỉ vì tôi làm, không phải để kỳ vọng. À, quên chứ, tôi có chút tiền cho quý vị. Có tiền mua tiền cũng được. Có gì mà mắc mở to thế, đâu có gì đâu. Không nhiều như cái kia. Cái này khác, chỉ mừng... Mừng gì hả? Dạ mừng Tết ạ. Tết dương lịch. Và đừng có kỳ vọng lì xì lần nữa vào dịp Tết nguyên đáng. Go give to everybody. You even đi đưa cho mọi người đi. Anh cũng có một cái. Is that enough here? Ở đây đã đủ chưa? Dạ đủ ạ. Children give con anh đưa một ít cho các em để các em có thể cho vào trong ống heo. Hay muốn làm gì thì làm. Mọi người đều có một cái nha. Quý vị chia nhau. Yeah, this is from. Đây là từ má quý vị. You're unmarried mom. Má không chồng của quý vị. Má độc thân của quý vị, nhiều con. Má độc thân đông con. Hãy lấy một cái. Tôi ngủ truyền hình vô tình sư. Dạ, cảm ơn sư phụ. Những người hôm qua chưa có cũng lấy một cái nha. Mỗi người một cái. You're welcome. Không có chi.
Tôi có thể cho thêm. Cho nên lẽ ra có thể thêm, nhưng vậy cũng tạm được rồi. Quý vị không làm việc vì tiền, làm việc vì thức ăn phải không? Quý vị chỉ có thức ăn thôi. Tôi luôn nói với đội ngũ nhân viên nội bộ, nói quý vị làm việc để có thức ăn, và thức ăn thì quý vị luôn luôn có bất cứ lúc nào. Không, họ không chỉ làm việc để có thức ăn, họ cũng có tiền túi, họ muốn gì cũng có, giao đến tận nhà, muốn quần áo mới lúc nào cũng được, muốn chăn ấm lúc nào cũng có, muốn vớ mới lúc nào cũng được, bất cứ gì. Và có tất cả thiết bị họ cần. Chỉ cần có thế trong đời thôi ha. Và họ có xe hơi, cũng có thể lái xe đi đây đi đó. Ở nhà, dù làm việc quý vị vẫn có nhiều đó thôi, phải không? Gia phái. Quý vị có quần áo, có thức ăn và có xe hơi. Nếu mà quý vị có xe hơi, không phải ai cũng có khả năng mua xe hơi. Vậy quý vị rất khá giả, tôi nghĩ thế. Và quý vị có bảo hiểm mọi thứ. Ta trả hết mọi thứ, trả tiền nha sĩ, thuốc bổ, vớ, giày, mũ, bất cứ gì của họ, ngoài trừ bạn gái hay bạn trai, bất cứ gì khác họ đều có. Tốt hơn là chúng ta làm việc cho thế giới, không phải cho bản thân. Nhưng nếu quý vị đã có gia đình, thì cứ giữ nguyên vậy. Tôi không khuyến khích quý vị ly hôn hay đến làm việc cho truyền hình vô tình sư hay gì khác. Chỉ làm những gì quý vị có thể làm, là chủ gia đình, làm được gì thì làm. Hoặc là người lao động bên ngoài, làm được gì thì làm. Thức ăn ngon phải không? Dạ ngon. Tôi chắc chắn là ngon. Ngay cả nhà quý vị cũng không có mấy món đó phải không? Không có, có hay không? Dạ có, dạ không. Có, ở nhà có món đó hả? Dạ không. Họ luôn luôn trả lời ngược lại. Vậy thưởng thức đi, ta cũng không có mỗi ngày đâu. Không, không ai trong chúng tôi có thức ăn bình thường. Không phải quá sang như thế này, không phải tất cả đều như vậy, mà họ nấu bình thường thôi. Không luôn hợp khẩu vị của tôi, nhưng tôi luôn phải ăn. Tôi phải cho rất nhiều gia vị hoặc thứ gì đó để tôi có thể ăn, như tương ớt cay. Sao anh cười? Có tương ớt thì đậm đà hơn. À đúng rồi, nhưng dĩ nhiên anh là người Ấn. Người Nepal, anh thích cay. Có em thích ăn nóng, có em thích ăn nguội. Có em thích trong nồi. Để lâu 9 ngày rồi. Đó là bài hát tiếng Anh thiếu nhi dành cho trẻ em. Tôi học được ở đâu đó, không biết ở đâu. Lâu rồi mà tôi vẫn còn nhớ, tin hay không chứ. 40 năm, ít nhất, vẫn còn nhớ bài đó. Anh Quốc có nhiều bài hát thiếu nhi. Quý vị không biết đâu. Rất nhiều giai điệu dễ thương. Anh biết bài nào không? Không à. Cầu Luân Đôn sắp đổ xuống. Không biết gì hết à? Có 4 bài. Cừu đen kêu bê bê. À đúng rồi, cừu đen kêu bê bê. Bạn có len không? Vâng, thưa ông. Vâng, thưa ông. 3 túi đầy len, một anh lùng vụng về ngồi trên bờ tường. Anh lùng vụng về, té lăn xuống đường. Những chú ngựa và quân lính của nhà vua cũng không ráp được anh lùng lại nguyên vẹn. Và ngoài ra, còn nhiều bài như mẹ già hô bát đến tủ trên tường. Lấy cho chó đáng thương cục xương. Khi bà đến đó, tủ trống trơn. Không có gì cho chó đáng thương. Những bài hát này dành cho trẻ em bắt đầu học tiếng Anh. Tôi đoán tôi cũng bắt đầu học tiếng Anh như vậy. Dễ nhớ hơn. Mary có một chú cừu con. Dạ. Lông cừu sao trắng phao phao. Mary dù đi tới đâu, cừu con cũng lẻo đẻo theo sau. Thật dễ thương. Các bài hát tiếng Anh thiếu nhi rất dễ thương. Tôi đoán tôi đã biết rằng mình sẽ có nhiều con, nên tôi học các bài hát đó. Các bài hát này để mấy người mẹ đọc cho con họ nghe. Tôi biết đủ thứ hết, thấy chưa? Có khả năng siêu linh, tiên tri, nhìn thấy tương lai đã từ lâu rồi. Và không biết bài hát Heo con đi chợ là của Anh hay của Mỹ? Của Anh à? Của Anh hả? Dạ vâng, của Anh.
Chú heo con này đi chợ. Chú heo con này ở nhà. Chú heo con này ăn bánh lớn. Chú heo con này chẳng có chi. Và chú heo con này khóc nhè ét suốt đường về nhà. Suốt đường về nhà. Ờ, quý vị biết bài đó. Ít ra chúng ta biết chung một thứ. Vậy thì mình có thể hát bài heo con rồi. Và ngoài ra bài gì đó như em không cần cho heo ăn, chỉ ngồi cửa sổ bên rèm, ai vá theo thùa. Em ăn dâu tây, đường và kem. Ờ, con không biết bài đó. Nhưng tôi quên tên. Câu đầu tiên, tôi quên rồi. Em bé nhỏ gì đó. Em bé nhỏ gì đó. Làm bạn anh nhé. Em không cần làm gì và rồi. Em không cần cho heo ăn. Chỉ ngồi bên cửa sổ rèm. Mai vá theo thùa. Em ăn dâu tây, đường và kem. Chà, đời sống tốt đẹp làm sao? Jack Brad không ăn mỡ. Vợ Jack không thích nạc. Vợ chồng trao đổi nhau. Hai vợ chồng ăn sạch. Một người ăn mỡ và người kia ăn nạc, thế nên cặp đẹp đôi. Có bài hát nào chúng ta có thể cùng hát để cảm thấy gần gũi không? Bài gì? Bài gì hả? Ăn thuần chay, ăn thuần chay hả? Ăn thuần chay, ăn thuần chay. Mình đã hát loạn xạ rồi. Lần rồi đã hát lộn xộn rồi. Ta không chắc họ có còn nhớ không? Hay cả người trình diễn diễn viên ở đó mà con quên. Làm sao quý vị người thường có thể nhớ được chứ? Thưởng thức. Gì vậy? Bánh thuần chay à? Thêm bánh thuần chay. Quý vị vui hả? Quý vị không lo về vóc dáng của mình à? Không sao ha. Nếu chồng bỏ, quý vị được tự do.
Nếu ai đó yêu quý vị chỉ vì vóc dáng thì không phải chân thành. Quý vị hãy ngồi xuống đâu đó. Đến đây, cho tôi miếng bánh thuần chay nào. Ăn thuần chay, thuần chay. Sáu cái, không thịt, không sữa bơ. Cách mạng trong tầm tay. Chào quý vị. Sáu. Người quay phim. Quý vị ăn rồi nhưng chưa có ăn mấy thứ này. Tới đây, đưa cho người quay phim. Người quay phim, 3, 4, 5, 6 người. Ăn thuần chay, thuần chay. Ăn thuần chay, thuần chay. Không bánh, không pudding. Ăn quá nhiều sẽ mập ú. Không cô nào, cậu nào thích thế. Hôm nay tôi là người chỉ ăn trái cây và chỉ uống bia. Bia không cồn, bia. Tốt là chúng ta có Giáng sinh mỗi năm một lần để mình ăn thật nhiều. Bánh thuần chay ngon ha. Cười sảng khoái và đủ thứ. Không đến nỗi nào, chỉ cho vui thôi. Đời này thật sự làm khó chúng ta. Nên thỉnh thoảng đùa chơi vui không sao. Trời ơi, nếu quý vị cứ ăn như vậy, tôi không bao giờ có thể đi. Mọi người đều vui chứ? Dạ vui ạ. À. Thật sự vui hả? Dạ. Anh làm gì? Không phải anh, người lớn tuổi đằng kia. Ông ấy là người Trung Quốc hay ngược lại Việt Nam? Ồ, họ là hộ Pháp. Bàn đó cũng dành cho hộ Pháp hả? Tất cả hộ Pháp đều ở đây nên không ai trông coi chúng ta, canh gác ở bên ngoài hết hả? Vậy tốt, tốt, thưởng thức, cứ thưởng thức. Tôi vui khi quý vị thưởng thức. Hộ Pháp cũng làm việc rất cực. Ăn thuần chay, thuần chay. Đừng ăn quá nhiều, đừng. Ồ, thôi kệ, Giáng sinh mà. Dạ. Và nếu muốn giảm cân, thì ở nhà đừng ăn nhiều nữa. Không có cơ hội hả? Dạ, họ không làm bánh thuần chay như loại đó ở nhà. Quý vị không biết cách làm hả? Dễ lắm. Nếu muốn nướng bánh thuần chay thì dễ lắm. Chỉ xem trên mạng Internet và làm giống y vậy. Rất dễ. Tôi nghĩ tôi đi đây. Quý vị tiếp tục thưởng thức nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại quý vị. Tốt lắm. Đi thôi. Bình nước của ngài ạ. Không, không phải của tôi. Không ạ. Nó thuộc ở đây. Nó luôn ở đây ạ. Vâng, tôi có cái giống vậy ở nhà. Bình này giữ ấm được rất lâu. Trông không tốt lắm nhưng giữ ấm rất lâu. Nên mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đổ đầy bình giống như vậy. Giống y hệt. Tới sáng hôm sau vẫn còn ấm. Để tôi có thể uống nếu cần, thỉnh thoảng. Đôi khi ban đêm tôi ho. Nếu ho, quý vị chỉ nhấp 3 ngụm nước nhỏ, rồi cơn ho sẽ ngưng. Không phải tôi nói khi quý vị bị cảm lạnh hay gì đó, mà có thể như bụi, cái gì đó vào trong làm ngứa cổ họng. Quý vị nhấp 3 ngụm nhỏ, chỉ nước thôi, nước lạnh cũng được. Nhưng nếu tôi đã có bình nước ấm thì tôi dùng nó. Tôi để sẵn tách nước lạnh bên cạnh. Nếu nước trong bình quá nóng, thì tôi pha nước lạnh vào để làm ấm rượu. Nhưng buổi sáng cả ngày nước sẽ ấm, uống thật dễ chịu. Cảm ơn mấy người quay phim, mọi người. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tạm biệt. K.
Cảm ơn sư phụ ạ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn tất cả hộ pháp. Dạ, cảm ơn sư phụ. Làm việc vất vả ở ngoài có lạnh quá không? Dạ không, mọi thứ đều ổn chứ? Dạ ổn, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ước gì tôi có thể gặp tất cả quý vị từng người một. Cảm ơn. Đây là các anh hùng của quý vị, thông dịch viên của quý vị, hoan hô. Cảm ơn bằng hành động. Cảm ơn. Ồ, đừng đụng cái xe. Cảm ơn quý vị rất nhiều, tất cả quý vị. Còn ai chưa không? Mấy người quý vị có rồi chưa? Chưa à? Đến đây. Nhóm âm thanh. Từ từ, không cần vội. Thượng đế gia trì quý vị. Con trai ngoan. Con trai ngoan, cụ già ngoan, con trai ngoan, con trai ngoan. Anh là ai? Có lẽ anh ta hiểu lầm. Không sao. Tốt, mọi người vui hả? Được rồi. Thương quý vị. Cảm ơn vì đã là con trai ngoan. Cảm ơn quý vị đã ngồi thiền. Cảm ơn quý vị đã giúp thế giới, đã giúp tôi. Chúc phúc tất cả quý vị. Thượng đế ban phước quý vị. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn.
the beauty that you so adore. Through all the beauty that you so adore, you will forever satisfy the love in your love, the love in yourself. Khang muốn gì ha? Ai ai ai. The true love you find only by my side. When your journey ends, I see you my side. Send you my love. People come out. Đùng đùng có người mới. Happy New Year to you. Chúc mừng năm mới. Yeah, I mean. Thưa quý vị, sư phụ khỏe không ạ? Very good, thank you. Rất khỏe, cảm ơn. Okay, see you tomorrow. Okay. Bye bye. Rồi, gặp quý vị ngày mai nha. Tạm biệt. Thank you. Thank you. Good night. Cảm ơn quý vị. I love you. Cảm ơn. Ngủ ngon. Cảm ơn rất nhiều. Thương quý vị. Thank you. Xin chào. Cảm ơn. Xin sư phụ hãy mặc áo ấm ạ. Không lạnh chút nào. Xin ngài bảo trọng. Tại sao? Cảm ơn sư phụ. Tôi mới hỏi anh hộ pháp có đổ mồ hôi không? Vì tôi đang đổ mồ hôi đây. À, quý vị náo nhiệt quá, làm sao tôi lạnh cho được. Sư phụ luôn mạnh khỏe và làm việc rất tốt. Cảm ơn, đẹp quá, mặc cái này thật đẹp.